Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, với kim ngạch xuất khẩu thủy sản tăng từ 2,2 tỷ đô la Mỹ lên 2,9 tỷ đô la Mỹ năm 2022 và đạt khoảng 2,4 tỷ đô la Mỹ năm 2023. CPTPP là nhóm thị trường có tỷ trọng tăng trưởng tăng mạnh thứ hai sau Trung Quốc. Nếu như năm 2018, nhóm thị trường CPTPP chỉ chiếm 25% xuất khẩu thủy sản của Việt Nam, thì tới năm 2023, con số này chiếm gần 27%. Sau 5 năm thực thi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, thủy sản là một trong những ngành có nhiều thay đổi tích cực nhờ tận dụng ưu đãi thuế quan trong thương mại với các nước thành viên. Theo đó, sự gia tăng xuất khẩu vào các nước thành viên CPTPP mạnh mẽ hơn so với các thị trường khác, điển hình là Canada, Chile, Peru, Singapore, Malaysia, Australia, vân vân. Thị phần của thủy sản Việt Nam trên các thị trường này tăng, cho thấy thế mạnh cạnh tranh đã được hỗ trợ nhờ Hiệp định CPTPP. Mới đây, Vương quốc Anh đã ký hiệp ước tham gia Hiệp định CPTPP, một dấu mốc cho thấy có thể sẽ có thêm các thành viên khác tham gia vào hiệp định này. Những thay đổi này sẽ tạo thêm cơ hội cho các ngành hàng của Việt Nam trong việc thâm nhập thị trường quốc tế.